Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của bé Sushi và mẹ. Hôm nay mẹ con Sushi không có làm món ăn mà mẹ con Sushi sẽ đi ra vườn để kiếm nấm. Tại vì hôm nay thấy trên mạng người ta cứ post nấm mối quá chừng luôn. Mình cũng ra vườn mình thử coi mình có tìm được nấm mối hay không nha các bạn. Mời tất cả các bạn cùng đi với mẹ con Sushi nha. Nãy giờ đi vòng vòng vườn mà không có kiếm được cái gì hết á các bạn. Không có thấy nấm đâu hết trơn á. Mình ra cái gốc tre coi có nấm không. Bây giờ mà chưa ra ruộng được luôn. Ta kiếm được ra ruộng đi. Ra ruộng ngoài đó không có nấm đâu con, mà vòng vòng vườn mới có. Mà giờ ở đây cũng không có luôn. Bây giờ mình đi bắt tá với rồi thôi. Bắt tá hả? Con biết bắt tá không? Hả? Lấy cái rổ này rớt lên coi có cá không. Ở bên đây ông ngoại trồng được mấy gốc sầu riêng nè các bạn. Đó. Còn bên kia là dừa. Mà sao dừa trời mưa mà nó bị cháy hết, cháy lá hết rồi ta. Vậy làm sao nó sống được ta? Ông ngoại chẳng thấy nước gì hết á. La la đi đâu đó? La la đi theo kìa, thấy thương kìa. Đi tìm con chó. Cái đường bên đây mình đi không được rồi, mình quẹo lại nhà ở ngoài đi rồi mình quẹo qua bên kia. Ra vườn mà không thấy gì hết để hái, người ta ra vườn người ta hái nấm. Còn mình đi ra vườn lang bang. Nè. Lùng đi theo nè. Lùng Ma Đại, vô nhà đi Lùng Ma Đại. À. La la này khôn lắm nè. Té nha La La, đừng có hy sinh nha La La. La La. Đừng có mày gan dạ, mày thấy hố gì mày cũng nhào hết trơn á. Gan dạ quá ha. Dưới đây là ao. Một cái ao đã bị bỏ rơi đó. Mấy con chó này giờ nó tưởng mình nhảy xuống, nó chuẩn bị nó xuống à. Thôi đi vô, tôi không có nhảy xuống đâu. Thì nó đủ mày nó nhảy xuống. Giờ nắm. Ông ngoại ở đâu hả? Ông ngoại. Kè nó mừng ba kìa. Tụi tao đang đi thấy nắm mà đâu thấy nắm đâu. Giờ không thấy nấm, thấy đọt nhãn lồng nè các bạn. Thôi mình hái đọt nhãn lồng luôn. Hả? Từ Si đi hái đọt nhãn lồng đi con. Không có gì con hái được cái cây này làm được cộng di truyền. Đọt nhãn lồng nè các bạn. Đó mình hái đọt nhãn lồng để về luộc ăn. Đi ra La La. Ủa lùng. Đi ra lùng. Lùng nè. Nó thích to lắm nha. Tao là chủ suốt đời luôn rồi. Chủ suốt đời luôn. Nó thích to thôi. Đi ra lùng ơi, để người ta hái. Chơi lùng mập nè. Hái rau. Mẹ ơi. Hái hái, hái, hái đòn nhãn lồng về luộc ăn. Mẹ ơi, xin muốn đi ra ngoài vườn. Hả? Dạ mà nè. Đây có trái nhãn lồng quá chừng luôn á. Tụi con biết ăn trái nhãn lồng không? Dạ không. Dạ không. Ăn thử coi. Trái dở lắm. Bây giờ tao mới hái được cái vụ rồi mới à. Ừ. Ngọt lắm á. Ừ. Cho con ăn thử nè. Cho ăn thử nè Hà Tiên. Thôi. Con ăn thử đi. Ăn thử đi. Ăn thử cho mà con giả hộp ra. Ngọt. Ngọt ngon đúng không? Kìa đi kiếm. Cho Si nữa. Nãy giờ Si được ăn trái nào đâu mà Si biết. Si tự hái. Sao tại sao Si không tự hái? Chị có biết trái nào đâu. Trời trái. Nè. Cái trái nè mà màu vàng á. Nó chín. Ngon ghê luôn á. Trái này hả? Trái đó sao? Đó. Trái. Dạ đâu, cái này. À, cái này. Đúng rồi, trái màu vàng á. À, ai da da. Con ăn nha. Con cắn ra thử coi. Cắn gì con chứ, con đau. Con bẻ. Bẻ bẻ thử trái nhãn lồng coi. Ngon không? Ngon đúng không? Chưa cảm nhận được. Nãy giờ ăn quá trời.
Thấy đọt nhắn lòng chút xíu về luộc chấm nước mắm ăn cơm. Trời, ngon lắm đó các bạn. Tụi ăn... con không biết ăn đọt nhắn lòng. Nhưng mà bà ngoại ai cũng thích hết á. Ăn cái này nó mát lắm. Nó nên thuốc lắm đó con. Ủa nãy giờ con rau đâu rồi? Con chưa hái được miếng rau nào hả? Đo đổ vô cái rau hết rồi đó. Con đổ cho hạt tiên đi. Tiên. La nãy giờ đi đâu đó? Đi ba tôi nắm mềm mấy ba. Ừ. Ba hái đọt này tối về làm nước mắm ăn cơm. Con hái trái đi. Chơi chín đó con, hãy chơi chín ăn mới được màu vàng, ăn mới được nha. Chị thấy cái nhỉnh lòng hồng là xí. Đâu? Đâu nên là phải đâu. Cái gì nè? Hai trái. Thêm một trái nữa. Đây đọt quá chừng nào các. Tên này không lo, xuống này nữa tao lo tiêu. Đọt này về luộc lên chấm nước mắm ngon. Mì ba lên đây, mì ba. Trời, con ơi xuống nó sợp á. Diễn á Hà Tiên ơi, chẳng có thấy trái nhãn lồng nào chưa đó, còn thấy trái đầy hết nhưng mà nó không chín, trái xanh không à, hiểu không? Con thấy trái đầy nhưng mà con biểu là trái, con thấy trái nào chín hết đó. Ừ, đã chưa. Nãy giờ ra vườn hái được một rổ rau nhãn lồng nè các bạn. Tối nay về luộc ăn. Ở ngoài nói gì? Rồi bỏ vô bịch, bây giờ bỏ vô bịch đem về luộc ăn. Hái được ba trái. Ba trái nhãn lồng hả? Chờ xí sẽ xử lý mấy trái đọt nhãn lồng. Ăn đọt nhãn lồng muốn học bài ấy. Chó. Xí ăn trái chứ ăn đọt gì được. Dạ. Cái. Thôi đi về đây. Ủa bài. Thôi bây giờ mẹ con Sushi sẽ đi về nhà đây. Hái xong đạt đọt nhãn lồng rồi, giờ về nhà luộc đây. Tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye, bye, bye. Bye, bye. Mẹ con Sushi đi ra vườn kiếm nấm nhưng mà không có được miếng nấm nào hết á. Nhưng mà hơi là có đọt nhãn lồng.